Dạ 88. Thì là bữa nay là 79. Dạ. Đang là 79. Nãy tưởng 78 cộng 1 giờ thành 79. Chứ không có bòi đúng không? Dạ. Cái này là chữ án lam, có nghĩa là trừ ma diệt tà. Còn khi nào mà sầu não thì nhìn chữ khổ, nhưng mà chữ khổ nó phải hiện nó trong cái tâm á. Dạ. Thì hết khổ. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Đó là chữ của tổ. Quý giá đó. Mở đi cho mấy cô tiên ca là cô tiên nghe. Cả phụ tính thì phải like nó chết lâu lâu học qua có đời tử. Hiệu thường thư mặt là hiệu lót. Lót. Hồi nãy mi lưng. Còn cái áo kia hồi nãy không phải là áo mặc ngoài đường. Áo liên là mặc nó bó vậy lắm. Để nó giữ hơi ấm. Kỳ. Hello. Hôm nay họ đi giá là cái thiên long sàng này, cái long sàng này. Thầy chờ đứng ngay đây, không khí ở đây rất là ổn định. Lớn quá trời, không khí ở đây rất là tốt, không có mũi, không có nắng, không có nhưng mà đang chờ mưa nó mới đẹp. Để chờ mưa mà nghĩ dòng sông này nó mới đẹp. Ồ, quá trời là mấy con tiền. Bây giờ phát biểu cảm tưởng, mở cái đại tử lên phát biểu mấy cái ống kính này lên trên mạng. Từng người lên phát biểu. Tôi nói nhiều rồi, bữa nay thôi chỉ lần nghe thôi cũng thẳng ca không nói luôn. Trời, ai là ai ai phát biểu đầu tiên? Vô con. Vô. Có vô phát biểu. Ở cầm lên phát biểu. Kính thưa anh chị em nhà hội Thiên, hai anh hôm nay rất hân hạnh được đứng trước sư phụ và thưa chút xíu chuyện với lại gia đình anh chị em. Đâu không gì hết. Thì là đầu tiên chân thành nhất là cảm ơn anh chị em đã thương An và vợ An thời gian đã qua đây sống một thời gian ở bên đây cũng vui vui. Nhưng mà rất tiếc là An cũng phải chia tay thác xịt và về lại với lại Cali vì có chuyện gia đình. Cho nên nếu mà có lại thời gian này mà có làm gì mà cho anh chị em buồn thì anh chị cứ bỏ qua. Thì có nguyện vọng của vợ chồng An là lúc nào cũng muốn gắn bó với nhà họ Thiên hết. Không bao giờ mà trong lòng mà có điều gì mà suy nghĩ buồn hay là trách cứ ai hết. Trời, tánh con ai mà không biết. Có ai dạ. Có ai trách đệ tử này không? Không. Có ai buồn không? Không. Đừng có lo. Dạ. Thì tuy
là về Cali, nhưng mà sẽ hứa hẹn cũng sẽ qua đây thăm anh chị thường xuyên. Nhưng mà ở này, yeah, ở đây ở vùng này như có thằng cha Tony lại đó, ông nói dân Cali dọn qua tác xịt, bữa nay thằng đầu tiên tuyên bố là dọn ngược về đó nghe không, không sao đâu, dụ dân Cali qua nữa nghe. Thì đối với An là ở đâu cũng vậy, cũng là một mái ấm gia đình hết. Cũng nhờ sư phụ thương dẫn dắt tụi con, và con mong sư phụ phải cố gắng dẫn dắt tụi con trên con đường sau này. Yeah, cảm ơn anh chị em. Lo lúc nào cũng có sư phụ bên cạnh, đừng có lo lắm. Rồi kế tiếp. Thank you em. Ê Hoàng lên đây phát biểu đó. Vâng. Hết dính mẹ dính vợ. Lên đây. Dính vợ nặng lắm. Từ người lên phát biểu rồi ngồi nghe chơi. Thưa sư phụ, các anh chị em họ thêm, con rất cảm ơn sư phụ, con biết được anh chị em ở đây. Nếu con từ lúc qua đây không có bạn bè nhiều. Nhìn nó kết nên nhìn đeo hộ. Nhìn chỗ mắc cả. Không, cái con nhìn nhưng mà gặp tao không có mắc cả. Mà còn yếu, cảm động chắc là nó không được sư. Rồi, thứ ba đâu lên, giúp nó. Rồi, tiếp tục. Cái còn nói đi, yêu vợ bao nhiêu, ý chung với vợ bao nhiêu, nhiều lắm con mà không nói được. Giờ gắn nói đi, không còn nói được. Giờ nói nó quan trọng, gắn được chứ nào. Rồi xin lỗi sư phụ. Rồi thứ ba có gì lên nói tiếp hơi chồng con nè. Ở đó đúng rồi đó, thứ ba là. Con với anh Hoàng thì kính chào sư phụ và chào tất cả anh chị em. Thì hai vợ chồng tụi con là rất là may mắn được join cái family thiên tâm của mình. Và vợ chồng của tụi con là cố gắng hết sức để mà giúp cái Thiên Long Vàng ngày càng phát triển và lan tỏa hết tất cả thế giới để cho mọi người biết đến Thiên Long Vàng và Thiên Long Cung và Thiên Long Sàng, và biết đến thiên tâm của mình trên toàn thế giới. Cho nên vợ chồng tụi con là sẵn sàng ở đây, và bất cứ anh chị em nào cần liên lạc hay là cần giúp đỡ gì thì tụi con là thổ địa của Houston, cho nên tất cả mọi người hãy liên lạc với hai vợ chồng tụi con. Xin cảm ơn. Rồi hai vợ chồng con kén trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, rồi lên đây, thứ ba lên đây, con sắp ra phía trường lên đấy. Rồi nói vài câu với anh Tâm đi, tại con nói ổng không nghe, nhưng con nói này ổng tại ổng rewind, ổng bấm tới bấm đuôi, ông kéo con tay là ổng nghe tới nghe lui lời con. Lên đây, cái này dễ mà, lên đây, lên đây, phát biểu. Trời ơi, đi mà đi vui thôi. Tân mỗi người khóc biển. Đừng khóc được rồi đi đâu. Không, không khóc là bé. Cảm ơn sư phụ trong mọi lúc mọi nơi, lúc nào con cũng biết ơn sư phụ. Con chỉ biết nói gì thôi sư phụ. Ủa bên đường cái tánh thứ ba có giống gì không ta? Ta rành quá rồi gì, thôi ta rành quá rồi quậy với một tống đi trở lại bình thường đi thôi ta. Tỉnh chồng nói qua đây cảm nghĩ sao vui luôn. Nhắc thù hơn là cái này nó mới hay tự nhiên. Nó về hơi ngát. Con sẽ cưng chồng con chiếc ngẫm. Chồng con muốn nhiêu tiền muốn bài con được. Con chỉ chả hốc vậy. Nó dù nhắn vậy đó. Không. Bài chúng đời đại rồi đó. Hồi trước giờ đó, con hay khóc với sư phụ, lúc nào con gặp sư phụ con cũng khóc hết đó. Là tại vì cái cảm xúc của con, sư phụ nó không phải lúc nào cũng cảm. Bây giờ con hết cảm rồi. Bây giờ con chỉ có cái là con phải biết con đang làm gì. Giống như những lúc mà sư phụ đi thì con cố gắng con dành hết thời gian để con đi tới và support sư phụ, giống như mấy anh chị em đây. Con làm được cái gì chút xíu thì con không có thông minh, con không có nhiều thứ giống như mấy chị.
đó ai nhủ nghĩ được cái bản nhạc nó giống thì vũ khoảng độ đâu con để nghĩ cái đó là tại vì con gần được sư phụ sư phụ con rôm với cho con rồi ở đây ai cũng biết tánh con bắt trời luôn đúng con gần được sư phụ á con thấy cái sự mạnh mẽ với lại cái dũng của con nó nhiều hơn con sáng suốt hơn với lại con thấy những cái thứ mà giống như cái tầm của con cái những cái quá khứ với lại cái hiện tại và cái tương lai á con chỉ biết là bây giờ á con mạnh mẽ con để con đi thẳng cái đường về với cha mẹ giúp đỡ sư phụ trong cái lúc sư phụ ở làm nửa bài kính thiên của cha của mẹ để lại. Con mong là con với mấy chị đồng hành giúp đỡ sư phụ trong những ngày tới. Ngày hồi năm trước con tới đây là không có gì hết, không có một cái thứ gì hết và nó hoang sơ, không có sư phụ, tụi con vẫn ở đây chờ sư phụ. Một năm nay mấy chị đóng góp những cái ở đây, con rất là hoan hỷ và cảm ơn mấy chị, mấy anh đồng hành với sư phụ. Con mong là mọi thứ ở đây, con không biết sao mà rồi. Đây mấy đứa ở cha thấy rồi đạt tâm lên đấy, dạy cáo cho vui. Rồi hồi tới mấy đệ tử tăng nói chuyện cho vui thôi. Đây là cái bị qua bên phải. Từ ngày con biết được sư phụ con rất là hạnh phúc sư phụ ơi. Và con giống như tâm con được an lạc, con hồi xưa con khó ngủ lắm, từ ngày con nghe được cái sư phụ, gặp được sư phụ con ngủ ngon tới sáng luôn, cho nên con biết nói gì nữa, con thấy hạnh phúc lắm được gặp sư phụ rồi tất cả anh em họ thiên ở đây, con rất hạnh phúc sư phụ rồi, cảm ơn sư phụ. Ai có gì đang phát biểu biểu về Thiên Long Giang chúng ta, Thiên Long Sàng. Thiên Long Sàng có nghĩa là cái giường của ông vua, nhưng cái giường này không có mền, không có niệm, cũng không có mái, cho nên vua ngủ bụi đúng không? Phải không con, kiểu này Thiên Long Sàng đúng không? Nhà sàn đó, chữ sàn này tên nhưng mà có chữ Long, Long Sàng. Long Sàng, cảm ơn từ 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 Thank you chị An và nhờ vậy qua đây nên em gặp nào chị muốn nói Thu An. Đứng cái hạng lên nè, khách hàng vô có một kiếu nói cho vô lên mạng cho bất cứ ai. Em cảm ơn mấy anh chị đây, đứng đây đã dạy dỗ em tết, tết đó. Và em đứng đây I will miss you all, thank you. Rồi ai muốn khách hàng ok chị Trang nữa, chị Trang đã giao duyên cho em gặp ông Hoa Hồ, nó cảm tưởng thôi nó thấy. Ai muốn nói lên này đứng. Không biết nữa. Thank you anh Tấn, driver cho em ở đây. Chị cũng vô của em Nam mô Nhất Thiên Thiên Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2023 âm lịch, là ngày của mẫu của ngày hôm nay. Ngày hôm qua là cha mẹ đã được tới, sư phụ đã giải thịnh cho cha mẹ tới Thiên Long Giang và tụi con ở đây tại đệ tử tại Houston rất là vui mừng đã đón cha mẹ về tới đây và tụi con cũng rất là cảm ơn sư phụ là người dìu dắt tất cả chúng con họ thiên đã được về đến chơi cha mẹ. Bao nhiêu ngàn kiếp tụi con không có biết đã đi sai lường sai lối, và chính ngày hôm nay tụi con đã biết đường về với cha với mẹ. Cảm ơn sư phụ. Và con cũng đại diện cho anh Long là cảm ơn tất cả các anh chị em tỉ muội tại Houston và cũng tất cả mọi nơi đã tới Thiên Long Giang trong những ngày qua. Và cũng nhất là cảm ơn tất cả các anh em đã phụ giúp tại Houston, Thiên Long Giang này đã xây dựng
rất là tiến tới. Tiếng Việt Nam thì con nhiều khi con cũng không biết nói nhiều, tiếng Anh cũng chưa biết nói giỏi nữa. Cho nên là thôi thì chị em hoan hỷ cho. Và cũng mong tất cả, hôm nay là cũng nằm trên YouTube nữa, thì cũng mong tất cả các anh chị em tại Houston, mọi nơi nếu có cơ hội thì xin mời về Thiên Long Giang phụ giúp để xây dựng cái Thiên Long Giang này nó được hoàn thành mỹ mãn nhiều hơn. Rồi có cha mẹ ở đây rồi, còn con thì con bây giờ tới bản thân của con thì con rất là cảm ơn sư phụ. Tâm tư của con thì có những lúc thì cũng bối rối, có những lúc thì cũng rất là down, nhưng mà cũng nhờ có cha có mẹ, có các chư vị chung quanh đây, và ở đây cũng có ngài A Hồ nữa, cho nên đôi khi cũng chiều dắt con trong cái hoàn trình, trong những thời ngày đáng qua có những thứ khó khăn hoặc là như thế nào. Thì thôi bây giờ là cha mẹ đã về đây rồi, tất cả anh chị em tỉ muội ở đây hoan hỷ. Những chuyện gì đã qua thôi bỏ qua luôn, và bắt đầu làm lại and start all over. Is that sound good? Okay. Thank you. Rồi dạ, con chào sư phụ và sư mẫu và tất cả anh chị em. Hôm nay cũng là ngày của mẫu, anh chị em được họp mặt ở đây, thì sẵn đây con cũng xin cảm ơn sư phụ, sư mẫu và tất cả anh chị em đã đóng góp vô và giúp cho con được hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Vợ chồng con vui rồi, con thì con không biết nói gì nhiều, nhưng mà con cái là con chỉ lên con cảm ơn sư phụ, sư mẫu và tất cả anh chị em đã giúp con được ở đây hoàn thành. Dạ, con xin có chút xíu ý kiến của sư phụ. Có ý kiến gì hả? Con là mình họ Thiên, hồ xuống trần cũng là vì Thiên, vì cha, vì chúng sanh. Thì ở đây mình thiên tâm là thiên nhiên tự nhiên, thì con cứ nghĩ cái gì tốt mà làm. Mỗi lần mình khởi tâm mỗi buổi sáng mình thức dậy, mình đừng có nghĩ là cuộc đời này là của mình, cái trí tuệ của mình cũng hiến dâng cho cộng đồng, cho xã tắc, cho thế giới. Tài lực, năng lực, đứa nào có tiền thì thí tài, thí một phần nhưng định thí hết, phải cần để sinh sống nè. Chút thì cái gì mình cũng nghĩ cho cộng đồng, cho gia đình và cho quốc gia mình, cho đại thế giới, mọi dân tộc thì là đúng. Mình đừng có nghĩ cái gì cho cá nhân hết. Giống như hồi sáng thức dậy cái là phải suy nghĩ bữa nay làm gì là tốt. Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, những mảnh đất thì hồ bỏ tiền mua, không bao giờ vô thời, là để là di chúc cho con cháu, để là cho tất cả cộng đồng Việt Nam. Mình nói chữ Việt Nam chung chứ không phải chỉ riêng họ Thiên. Sau này những người họ đạo gì không biết mà họ có tài trí, họ muốn góp sức cho người Việt thì cũng là có thể cho vô với con. Thì hồ có thể ra đi tổ chức hồ mấy gì đó tám mấy, nhưng mà còn những đứa trẻ này nè, rồi mới cái như tính nè, nó còn ở lại tới 50 năm nữa, thì con còn 20 năm để mà nói lên những cái ngày mà hộ còn tại thế cho nhân loại biết và cứ lưu truyền như thế. Không phải chỉ riêng họ Thiên làm những mảnh đất Thiên Long, làm chủ mảnh đất Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn, mà là những người ngoài cũng vậy. Cái đạo là để cho tự nhiên, ai thích thì họ tu, còn không thích thì cũng để kiếp sau đi. Thì họ đã gieo duyên vô đây, họ đã góp sức, thì tự nhiên từ từ họ cái lại như thích, họ cũng làm cho họ ngộ ra. Còn riêng phần của con thì dù khuyên gì, mình làm gì mình đừng có chấp theo thời gian, và mình đừng có chấp theo những cái ý kiến xung quanh. Mình cảm thấy cái này đúng, tiết kiệm tiền được cho cha, tiền của sư phụ là tiền của cha nha con, cái hãng của sư phụ là cái kho thiên đình là cũng của cha, cha cho nhiều sư phụ đổ ra hết, sư phụ không có gì cá nhân hết.
thì làm miễn sao đừng có để cho bà trên nó mình xài phí của, con muốn xài bao nhiêu cũng được, nhưng mà đúng đúng việc, đúng chuyện, đúng người thì con cứ việc làm. Mục đích chính của những họ thiên, đứa con thiên, họ thiên ở Houston này nè, là mình mấy con chỉ không tới 1% cộng đồng Việt Nam biết được Thiên Long Giang này. Con phải làm sao cho tăng cái số lượng của họ đang u mê chạy lòng vòng ở ngoài Bel Air, Hồng Kông và chạy theo thầy này thầy nọ. Họ không có biết đường về, họ mất đi cái cơ hội. Đến khi họ lớn tuổi rồi, họ muốn lái xe tới đây cũng khó. Còn họ ngồi, họ đọc cuốn kinh Yên Tâm, họ cũng đọc không nổi. Thì là mất cái cơ hội một kiếp người. Ngay ngày mình cận tử nghiệp, mình rời khỏi thác phàm, có nghĩa là chuông đồng hồ đã đánh. Cái bài thi đã chấm dứt, không còn cơ hội nữa. Thằng hồn không có làm gì được. Thằng hồn mất đi 90-95% tự do. Khi thác phàm chúng ta có thể làm được thì làm ngay. Rất là quý cái thác phàm này. Thì trong kinh Phật có nói con rùa đó, thượng muốn nhắc lại này, thì chuyện con rùa mà bốn ngã tư dòng sông trôi xiết đó. Thì tất cả họ thiên ở đây gán đoàn kết là quan trọng, rồi góp sức với nhau, giống như cái nhà đó, tự con làm chứ hữu đâu có ý kiến, nhưng mà dù rất là happy. Cha mẹ ngày qua cũng có ngự ở đó, rất là vui, tuy là nó đơn sơ không có dắt, nhưng mà có thường để đến mảnh đất Houston này, Thiên Long Giang này. Dầu cho ở ngoài kia người ta có chùa lớn, tượng to hay là linh đình, hang trang, ăn mặc chính đời, chưa chắc về trên ngự ở nơi đó. Nơi này chúng ta tuy đơn sơ đơn giản nhưng mà nó là thật đó. Nghệ hồ là quá thật rồi. Một nơi rất là màu nhiệm như vậy mà con làm sao cho những người u mê chạy lòng vòng ngoài á, để họ sớm lái xe vô đây, họ khấn được cái nhang, thì thưa vui là sự thành công của con. Thưa về trời, đông người về với sự kỳ này, thì cha thương sự kỳ chừng nhiều chừng đó. Thì cả con cũng vậy. Gán lên. Dạ, con cũng xin cảm ơn thầy Thư Mẫu và tất cả chị em. Thì khi mà tụi con, vợ chồng tụi con quyết tâm vô đây để tu á, thì không đòi hỏi danh lợi và tất cả những cái gì, thì tất cả anh chị em cũng coi mình là anh chị em với nhau, chứ không phải là trên hay dưới. Trên mình là chỉ có cha, sư phụ và cha thôi, còn tất cả anh chị em mình là đều như nhau cả, thì cái đó là tốt nhất. Rồi mình làm những cái gì mà cho cha, cho mẹ, cho sư phụ vui là mình happy rồi. Con chỉ mong là tất cả chị em mình phải đồng sức để xây dựng cái này cho nó hoàn thành. Tại vì cái tớp mình đi rồi á, thì còn tớp con cháu mình nó sẽ nhìn vô đó mà nó đâu lương theo. Cho nên là mình làm những gì tốt nhất là tốt. Con xin lỗi. Cô đang đứng ngay đây là Thiên Long Giang có bài xăm. Sư phụ không biết mấy cái xấu nó có lợi hại không, nhưng mà ở đây á, mà mình làm một cái cầu ra ngoài đó không, cái mình để chừng 5-7 chiếc xuồng quá không, cái mình bê lên bê xuống này nè, được không ta? Nếu mà mình có cái đó đó là mình đem người vô đây biết được cha mẹ nhiều hơn á, nhưng mà sợ cái xấu sực. Không biết có cái xấu không. Thế là mình làm sao mà họ vừa vô đây, họ trước tiên là họ vui trước cái đã, còn cái chuyện khấn nhang hay không á là tự nhiên vô đây làm cái gì đổ liền à. Nhưng mà dòng sông là quá trời đẹp mà không có chiếc xuồng là bới chứ. Chặn chặn đầu lại, lưới lại đừng vô đây. Ok rồi, INS in line vô.